Về răng to ơi, về răng to ơi. Em đây, em đây. Về răng to à? Đi lấy cho bố cốc nước, bố khát quá. Vâng, bố cứ ăn nghỉ đi, để con đi lấy nước cho bố. Ừ, đi từ từ thôi con nhá. Bố ơi, em lấy nước cho bố này. Bố uống nước đi. Con gái bố ngoan lắm, bố cảm ơn con gái nhá. Ôi bố uống từ từ ơi. Nhưng mà bố đang bị ốm như này thì bố phải ở nhà nghỉ ngơi, bố đừng đi nằm sớm nhá. Bố không sao đâu, bố khỏe rồi mà. Để bố đưa con gái đi học nhá. Thôi để bố đưa con đi học nhá. Vâng. Trường rồi con. Sắp đến giờ học rồi, con phải học ngoan nhá. Bố ơi, bố về bố nghỉ ngơi đi. Rồi bao giờ bố khỏi thì bố đi làm nhá. Bố về đi nhá. Cháu là bạn của Huyền Răng To đúng không? Vâng, con cháu là bạn của Huyền Răng To đấy. À, bố của bạn Huyền Răng To đi nhặt rác rồi à. Bố của bạn Huyền Răng To nhặt rác. Bố! Ơ, Huyền Răng To đấy à? Sao con lại ra đây? Về nhà đi con. Bố ơi, bố đang bị ốm mà. Bố phải ở nhà nghỉ ngơi nữa. Thôi kệ các bạn đi con. Bố tớ quen ta nhận ra làm lao công thì vẫn là bố tớ thôi. Vậy cậu đừng có xúc phạm bố tớ nữa. Bố tớ bị bệnh nặng nhưng bố tớ vẫn đi làm để kiếm tiền nuôi tớ đấy. Thế này nhảy quá. Bác ơi, cháu biết lỗi rồi. Lần sau cháu không chơi nữa. Thì lao công ơi, cháu xin lỗi cậu. Lần sau cháu không chơi nữa. Được rồi, các cháu biết sai và biết xin lỗi thế là rất tốt. Bác không trách gì các cháu đâu. Rồi, đi về đi.